Xin chào mọi người. Ủa, anh ý, anh tối nay anh hóc cái này ra đi, không có nào, cái này xước mẹ thân. Anh ý, không ấy nhở? Thầy quấn cái ấy vào. Ủa, thầy ẩu thế không? Thầy ấy cái... Đừng chống cái này nữa. Chưa chờ anh như các cái cây như kìa. Đấy. Chống không để cái gì. Đây, không sao, hơi tí, không vấn đề gì. Xin chào mọi người. Em Thủy quay cho mọi người cây hoa mộc hương ta, hoa vàng nha các bác nhá. Rung đi. Eo đẹp lắm các bác ơi. Tán to dã man luôn. Mộc hương ta, hoa vàng. Rung đi. Này. Tán của nó cực kỳ to nha các bác nhá. Tán của nó cực kỳ to luôn. Đây. Tập trung vào bán con này đi đã. Đây. Này con này. Nhà em có một đôi nhá, một đôi mộc hương tam hoa vàng này. Tán rất là to. Đây các bạn nhìn này, tán này, rung tán đi. Tán cực kỳ to, sum dày và đẹp. Đo thoát thân anh Tuấn ơi. Thoát thân 1 mét nha mọi người nhá. Cái này thoát thân 1 mét và tán của nó siêu dày luôn. Tán của nó lại quá là dày luôn. Vành gốc của nó khoảng 23,5 cho đến 24, 23, 24. Vành bao nhiêu? Vành 23 nhá. Thoát thân 1 mét, vành 23. Đấy, đo là không đo cái phồng ở dưới. Còn nếu mà đo sát sạt dưới nó phải 24 nhá. Ní hảo. Giá bao nhiêu? Cây này em bán giá là 11 triệu nha mọi người nhá. Giá 11 triệu ạ. Cực kỳ đẹp luôn. Tán cực kỳ dày. Tán to, sum, dày, đẹp nhá. Vanh 23, 24. Thoát thân 1 mét, thân thẳng nuột luôn. Đây. Em đo sát thân nha. Em quay sát thân nha. Thân đẹp luôn các bác nhá. Cây đẹp mịn luôn. Đây. Em còn một cây này nữa. Có một đôi đẹp nhá. Cây này đẹp này. Đây. Cây này đẹp này. Đang vướng quần áo treo lung tung. Đây. Ở đây là có một đôi đẹp nhá. Cây này này. Cây này này mày, với cả cây này là một đôi đẹp này. Đều cây tán rất là to, sum, dày, đẹp. Cây này là vanh 24 nhá. Vanh 24. Cũng là thoát thân là 1 mét. Chuẩn 1 mét đâu. Dung tán đi. Đấy. Vanh 24, thoát thân 1 mét. Chất mộc ta hoa vàng, chuẩn chất mộc Văn Giang. Và đây là hàng dâm ủ rồi, không phải hàng đánh đất nhá các bạn nhá. Nếu mà là hàng công nghiệp mà các bạn nuôi ở dưới đất, đánh đất lên, các bạn đánh lên nó sẽ bị về rụng lá, bị trột. Nhưng mà cây này nó là hàng dâm ủ. Dâm ủ đảo rồi, nên là các bạn cực về trồng là cây nó sẽ không bị trột cây, nó không bị xuống lá. 1, 2, 3. 3 chạc này. Nó không bị xuống lá, cây rất là đẹp luôn. Vanh gốc là vanh 24 nhá. Vanh gốc là vanh 24, thoát thân là 1 mét. Em có một cặp đẹp nhá. Một cặp rất là đẹp luôn. Cao cây là rơi vào khoảng... Anh Tuấn thử giơ tay lên em xem nào. Cao cây là rơi vào khoảng 3 mét. 3 mét. Chưa tính bầu đã 3 mét rồi. Đấy. Chưa tính bầu nó đã là 3 mét nha mọi người nhá. Tính cây lại cả bầu nó rơi vào khoảng 3 mét rưỡi. Chưa tính bầu là 3 mét. Giá lên xe, giá cho mọi người là giá giao lưu cho mọi người là 11 triệu nhá. Vanh của nó là vanh 24. Em có một đôi nhá. Một đôi đẹp. Vanh 24. Một đôi đẹp. Ở bên ngoài tán nó cực kỳ to. Nhìn nó to, nó đẹp hơn cả cái video em quay cho mọi người luôn. Cao cây 3 mét rưỡi. Cao cây là 3 mét rưỡi nhá. Đây. Cao cây là 3 mét rưỡi cả bầu. Còn chưa tính bầu thì là 3 mét. Cho ông chồng nói đi chị nói không hay cho lắm. Khổ thế không biết. Anh ơi đứng cái này đi. Còn là cái này cái nhỏ này. Cái này nhỏ hơn này. Đây cái này đi. Cái này thì là tán đào này.
11 triệu một đôi à? 11 triệu một cây nha anh Linh Bùi nhá. Em báo giá theo một cây thì em không bán giá, báo giá theo đôi. À, cây này thì là giá sẽ rẻ hơn này. Hàng này sẽ là bình dân hơn này. Đấy, cây này tán đào nhá, dành cho bác nào mà thích tán đào thì các bác mua cây này. Cái này là hàng bẻ tán rồi. Hàng bẻ tán rồi, tán dáng thông, dáng đào này, hơi rung rung cây này. Có bán mẫu không, mua mẫu, ok bán luôn. Đo vanh gốc phải xem nào. Bao giờ có hoa, bây giờ đang hoa chi chít rồi các bạn ơi. Bạn mua về tầm này cam kết với bạn nửa tháng sau đầy hoa luôn. Mộc hương nó sẽ ra hoa từ tháng bao nhiêu? Vanh 22 nhá. Mộc hương nó sẽ ra hoa từ tháng 9 âm lịch cho đến hết tháng 3 âm. Thì bây giờ bắt đầu là vào mùa hoa của nó rồi đấy ạ. Bây giờ là bắt đầu là vào mùa hoa. Các bạn mua tầm này về các bạn trồng ổn định là cây sẽ chi chít hoa luôn. Chị nói hay mà, ông chồng nói lan man lắm. Cảm ơn bạn Trần Dung. Đấy, mỗi người lại có một khán giả của riêng mình ý. Đấy, có những bạn này thích ông Tuân nhà mình nói chuyện, nhưng có những người lại thích mình nói chuyện hơn, đúng không? Cảm ơn bạn. Đây, cây này là vanh 22 nhá. Cây này thì vanh gốc nhỏ hơn, cây này giá tiền rẻ hơn nhá. Cây này là bạn nào mới chốt đơn thì giá của nó là 9 triệu nhá. Cây này là cây nhỏ hơn, giá của nó 9 triệu thôi. Cây này là vanh 22 nhá, tán đào nhá. Thoát thân anh Tuân, to lại thoát thân cái này thế nào. Cây này cũng là thoát thân 1 mét nhá, nắc chân thân đi, nắc đi. Cây này thì nhỏ hơn cái hai cái cây đầu. Cây này thì nhỏ hơn cái cây đầu một tí, hai cây đầu thì nó to hơn thì là giá 11 triệu, còn cây này nhỏ hơn thì giá là 9 triệu nhá. Sao ông chồng bảo mộc bây giờ rẻ rồi, trồng đồng không bán được. Rẻ là rẻ cái bọn nhi đồng thiếu nhi là rẻ hơn so với ngày trước, chứ không phải bảo là rẻ mạt, rẻ vứt đi thì không có. Mọi người phải hiểu hai vấn đề là giá nó rẻ hơn so với thời kỳ sốt, chứ còn rẻ mạt rẻ vứt đi thì nó không có. Không có kiểu rẻ mạt rẻ vứt đi. Còn bây giờ thì giá nó đã mềm hơn giá ngày trước rất là nhiều rồi. Nếu mà cái cây cỡ cây này, bạn nào mà theo dõi cái trang bán hàng của nhà em ấy, cái cây mà cỡ như này này, 2 năm trước mà em bán đều trên 20 triệu. Nó là rẻ hơn. Cái này không biết đứng cái góc nào để quay lên hình cho nó đẹp. Đây. Giá nó thực sự là rẻ hơn so với ngày xưa rất là nhiều rồi nhá. Nhìn ông chồng đẹp trai lắm. Đây ạ. Cây tiếp theo này. Cây tiếp theo này. Em hôm nay phát trên phở bò được hẳn 70 mắt xem, vui thế nhỉ. Đo vanh đi bạn ơi. Cây này cũng là cây rẻ tiền hơn nhá. Cây này cũng là cây rẻ tiền hơn này. Cây này là cây 9 triệu nhá mọi người nhá. Bao nhiêu? Thoát thân 78, vanh 24. Vanh 24, thoát thân 78cm này. Vanh 24, thoát thân 78cm. Đấy. Hàng này là hàng dâm ủ nhá. Hàng dâm ủ bao sống cho khách. Hàng dâm ủ kỹ rồi. Nó không phải hàng đánh đất nha các bạn nhá. Hàng đánh đất, nếu các bạn mua hàng đánh đất mà cũng cái form to như thế này, về lá nó sẽ, nhìn lá nó sẽ rất là dày, lá nó rất là dày, nhưng về các bạn trồng nó sẽ bị trột, nó sẽ bị rụng lá nhá. Nó bị trột, nó sẽ bị rụng lá. Những hàng này thì về lá nó sẽ không bị rụng nữa, bởi vì cây này là cây đã dâm ủ rồi. Cây dâm ủ rồi, dây dâm ủ hẳn 2 năm ủ bầu rồi. Về các bạn chỉ việc trồng thôi, không lo chết, không lo hỏng. Bên cái riêng cái cây này là bên mình sẽ bao sống, bởi vì hàng dâm ủ rồi đấy nè. Ông chồng dáng người cây cảnh đẹp thế. Củi thôi em ơi, củi nó sẽ là củi thế nào anh. Đây, cái tiếp theo này. Cây này này, cây này với cây này là một đôi này. Cây này với cây này là một đôi này các bác này. Cây này với cây này là một đôi nha các bác nhá. Vanh 23 này. Vanh 23 này, con này tán cực kỳ to luôn. Tán con này cực kỳ to luôn các bác ạ. Con này tán con nó cũng cực kỳ to luôn. Thoát 84cm nhá. Cái này là thoát 84cm. Cao cây 3,5m. Cao cây 3,5m cả bầu. Đấy, tán, ngang tán là nếu các bạn xòe ra cũng phải xải tay luôn. Cái này là 9 triệu nhá. Cái này là 9 triệu ạ. Đây cây này. Đấy, rất là to nha các bạn nhá. Tán nó rất là to đẹp này.
Cây này là, cây này là 9 triệu nhá. Cây này là 9 triệu nhá. Rất là to và đẹp. Vành 24, thoát 86 cm. Vành 24, thoát 86 cm nhá. Chất mộc đẹp, da mộc đẹp, đảm bảo chuẩn chất mộc Văn Giang. Em quay sát thân này. Em quay sát thân cho mọi người nhìn cái chất mộc này. Đấy, xem mọi người thẩm định cái chất mộc này, chuẩn chất mộc Văn Giang nhá, mộc chất mộc đẹp nhá. Chuẩn mộc Phương Tam. Trên cây bây giờ đang rất là nhiều măn nụ. Cây này chỉ cần thời tiết nó mát mát là nó sẽ ra hoa thôi. Cây này chỉ cần thời tiết mát mát nó ra hoa nhá. Cây ủi cây đẹp thế. Bác nào ưng cây này nhá. Bác nào ưng cây này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi vào thần thông tin liên lạc em Thủy đầu kênh là 969162214 giúp em. Em bán áo xanh quần đen kia bao nhiêu anh cho? Anh có cơm nuôi thì em cho anh không luôn. Đây. Cây cực kỳ đẹp luôn. Cái cỡ cây này thì chỉ có 9 triệu thôi. Có cỡ cây này cỡ 9 triệu này. Có cây này cũng là cây cỡ 9 triệu này. Cây này vanh 22 này. Là đều là cỡ 9 triệu này. Chỉ có hai cây to nhất này này. Hai cây to nhất này là 11 triệu. Em quay lại hàng 11 triệu một lát nhá. Bạn Nguyễn Văn Hiền ơi, đây cây cỡ này là 11 triệu này, cây cỡ này là vanh 23 24. Anh Tuấn ơi, zoom zoom cây tí đi. Trèo lên bịch bịch đứng xem nào. Đây. Giơ tay lên. Giơ tay lên. Đấy. Tán nó cực kỳ dày nhá. Đấy, tán nó dày lắm mọi người, tán to dày đẹp lắm luôn. Tán to dày đẹp lắm luôn ấy. Cao cây khoảng trên 3,5 m cả bầu. Trên 3,5 m cả tính cả bầu là trên 3,5 m. Cây này về bác nào mà trồng hai bên nhà thờ, mình xây nhà mới hoặc xây biệt thự ấy, mình trồng hai bên, mình trồng vào hai cái chậu 1 m, mình trồng hai bên cửa nhà quá là đẹp và xuất sắc và thơm. Trồng hai cái này thì mở cửa nhà ra auto nhà thơm luôn. Cây nó đẹp, nó cũng 11 triệu một cây, nó rẻ hơn ngày xưa cực kỳ nhiều luôn. Cái cỡ cây này nếu mà là 2 năm trước em bán tầm 25 triệu. Cỡ cây này tầm 2 năm trước em bán tầm 25 triệu. Nhưng bây giờ chỉ còn có 11 triệu thôi. Em có đủ một cây cho các bác trồng, em có đủ một đôi. Ở đây em có đủ một đôi đẹp để cho các bác trồng hai bên luôn. Một đôi đẹp đều nhau luôn. Quất cảnh năm nay có bị mất mùa không em? Không mất mùa đâu anh ơi. Ở em vẫn còn nhiều lắm. Thực ra thì giá nó cũng không cao đâu. Người nào mất thì cứ mất, còn người nào được thì người ta vẫn cứ được ấy. Người mất thì vẫn cứ mất, còn người được vẫn cứ được. Cái khu mất là cái khu trong đê, còn khu ở khu ngoài đê, chứ còn khu trong đê thì không mất. Khu ngoài đê thì mất, chỗ nào mất là mất hết, còn đâu chỗ nào không mất thì người ta lại được hết. Thế nên là nhà nào mà mất thì cứ mất, còn nhà còn thì vẫn còn ấy. Đây. Cứ thoải mái các bác, quan trọng các bác có tiền mới mua hay không, chứ bảo không mất hết rồi không không còn cây để chơi thì không có chuyện đó. Đúng rồi anh Nguyễn Thanh Tùng ơi, đây là mộc hương ta hoa vàng nhá, mộc hương ta hoa vàng. Rung rung lại cái này đi. Đấy, cây cực kỳ đẹp luôn nha các bác nha, cây rất tán rất là to, tán của nó phải xải tay luôn đấy ạ, tán của nó xải tay luôn. Mộc ta hoa vàng. Có hai cây đẹp xuất sắc nhất là 11 triệu một cây. Có hai cây đẹp xuất sắc nhất là 11 triệu một cây. Thoát thân 1 m, chất mộc đẹp, da mộc đẹp này. Chất mộc chuẩn là mộc ta hoa vàng, chuẩn chất mộc Văn Giang. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Da mịn trắng lì. Vanh còn lại 24 nhá. Rất là đẹp này. Đấy, em giữ máy cho mọi người thẩm định da mộc, chất mộc này. Da mộc đẹp, chất mộc đẹp. Và giá có 11 triệu một cây, các bác về nhà mới các bác trồng hai cây hai bên cửa nhà là hai cây này là đẹp xuất sắc luôn. Các bác về nhà mới các bác trồng hai cây này hai bên cửa nhà đẹp xuất sắc luôn. Bác nào quan tâm thì IB theo số điện thoại. Các bác trên phở bò ơi, mỗi bác cho em xin một tim một like một chia sẻ với. Mỗi bác cho em xin một tim một like một chia sẻ. Em quay lại cây này này. Em quay lại một lượt nữa xong là em xuống like nhá. Để em đi phát hoa hồng cho mọi người nhá. Mỗi bác cho em xin một tim một like một chia sẻ. Các bác trên phở bò lâu lắm mới được xem like của nhà em đấy. Lâu lắm mà anh phở bò anh ấy mới đề xuất cho để mọi người mà biết em phát like để mọi người vào xem đấy. Hôm nay vào xem được đông đông này. Được lần đầu tiên phát like trên 3 năm nay ấy, mới phát like mà lên được đến 85 mắt xem ấy. Nếu mà ông Tuân ông mà phát chắc phải được hơn 100 mắt. Nếu ông Tuân ông mà phát trên phở bò chắc là hơn 100 mắt, em phát được khoảng 85 mắt đã gọi là ok rồi đấy. Đây. Chứ còn bán được hàng
xum đẹp, to xum dày đẹp. Đấy. Giá con này là 9 triệu đồng nhá. Ai ưng thì chốt đơn cho ảnh màn hình, gửi vào số điện thoại em Thủy đầu kênh là 969162214 giúp em. Lại cái này một lượt. Đấy, cây đấy với cây này là một đôi này. Còn là các bác không trồng đôi, các bạn mua cây đơn cũng được, mua cây đơn về trồng cũng được. Cái hàng này là 9 triệu một cây nhanh nhá. Cái hàng này là 9 triệu một cây ạ. Con này đẹp nhỉ? Con này đẹp đúng không? Con này đẹp này, con này 9 triệu bình dân nhất, đẹp nhất này. 9 triệu giá bình dân. Con này 9 triệu này. Đấy, một lượt nữa này. Một lượt lướt lướt máy quay em xuống like nhá. Em xuống like nhá, con này là 11 triệu này. Con này là con đỉnh cao nhất này, con này đẹp nhất vườn đây này. Con này con thận đẹp nhất vườn nha các bác nhá. Cây này cây đẹp nhất vườn. Ai ưng cái này thì chốt đơn chuẩn màn hình, gửi vào số điện thoại em.